Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe full carbon mang thương hiệu Java, một thương hiệu của Ý. Vâng, đây là chiếc xe cao cấp nhất của năm 2018, chiếc xe đua đây, full carbon các bác nhé. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết xe. Vâng, xe có thông số rất là nhẹ các bác nhé. Tổng thể xe em đoán xe trọng lượng siêu nhẹ, có rơi khoảng tầm trên 8 cân. Vâng, đây là một dòng K3 Sava carbon siêu nhẹ mà bên em mới về đây. Vâng, và khung được làm từ chất liệu carbon, carbon toàn phần. Đây là carbon UD cứng và siêu nhẹ giúp cho xe có tốc độ cao nhất có thể các bác nhé. Đây, em sẽ quay hình thức các bác, cho các bác xem hình thức chiếc xe. Chiếc xe này cực mới, lớp sơn thì sáng, rất sáng và bóng này, màu đỏ đen. Java, đây là nổi 3D các bác nhé. Nhìn, vâng. Vâng, và em có tìm hiểu qua chiếc xe này thì chiếc xe được thiết kế khí động học giúp giảm lực cản gió tối đa của khung xe và tư thế ngồi của người lái. Vâng, và khung sử dụng trục giữa BBF giúp xe nhẹ hơn. Vâng, trục giữa BBF các bác nhé, các bác có thể lên Google để search thêm. Vâng, và cái này hình như là carbon. Đùi đĩa DK độc quyền của xe Java này rồi. Em đã giới thiệu ở những video trước. Vâng, và đây là càng cũng carbon. Vâng, và càng được đan vào những chiếc sợi carbon 3K các bác nhé. Thiết kế phẳng đây, cắt gió giúp xe giảm thiểu tối đa lực cản gió để xe đạt được tốc độ cao nhất. Vâng, càng xe rất là mỏng đây, càng carbon. Vâng, và điều đặc biệt của chiếc xe nữa là hệ thống phanh kép tích hợp trên càng xe cũng giảm thiểu lực cản gió. Vâng, đây là một bộ phanh rất là đặc biệt. Đầu tiên em về đây, đằng sau càng. Tay lái ghi đông thì bằng hợp kim nhôm 6061, cũng cho xe tối đa sự siêu nhẹ nhàng cho xe đây. Một chiếc xe rất là nhẹ. Vâng, và bộ tay lắc Shimano 105. Đối với dòng đua thì 105 gần như là trùng cuối rồi, rất là cao cấp các bác nhé. Bộ tay lắp bên lip này cho xe tới 11 tốc độ thay đổi, cùng với đó là hai đĩa cho xe 22 tốc độ chuyển đổi của xe đây. Xích và lip thì rất là mới đây, các bác có thể thấy hình thức. Đây, đùi đĩa trục rỗng nhôm CNC 7005. Vâng,
Đây là những thông số. Đây, đĩa có số răng là 34 vạch 50T cho xe dễ dàng di chuyển trên đường bằng phẳng hay những đường có độ dốc cao các bác nhé. Vâng, và size xe là size 48 của các bác từ 1m6 1m7. Đây, xe quá đẹp, lớp sơn rất sáng và bóng, yên và cọc yên. Đây em sẽ quay hình thức yên và cọc yên. Cọc yên thì được làm cũng bằng chất liệu carbon, cũng rất là mỏng các bác nhé, cho xe tối đa sự nhẹ nhàng. Yên thì nguyên bản của DK. Vâng, DK một hãng làm chuyên phụ tùng cho xe Java, thương hiệu Ý rồi. Đây độ phanh sau cũng là phanh kép, một phanh rất là đặc biệt. Vâng, và xích và lip thì sử dụng công nghệ mạ kim loại vàng này, để thấy màu vàng này đặc biệt giúp sang số nhẹ hơn và giảm ma sát các bác nhé. Đây em có thể quay. Đây, may khối nổ bạc đạn như tiếng đẹp kêu. Nguyên bộ lúc của Shimano 105. Vâng, và bây giờ là chuyển động của xe lên lip. Xe sử dụng bộ lúc của Shimano 11 lít 2 đĩa cho xe 22 tốc độ. Vâng, chuyển số rất nhẹ nhàng và êm các bác nhé, chuyển động rất tốt. Đây xuống lít, xích và lít thì mạ vàng. Vâng, chuyển động rất tốt, may đôi bạc đạn khối nổ. Rồi, đi vào thăm bên đĩa, đĩa lên đĩa. Gạt đĩa cũng Shimano 105 đồng bộ theo xe. Chiếc xe này ít mới trên 95% các bác nhé. Thông số lốp là 700x23C. Đây em sẽ quay lại tất cả hình thức của xe. Cọc yên carbon, khung carbon, càng carbon, đùi đĩa thụt giống, khuôn bộ group của 105. Tài lắm, đi đâu. Vâng, và chiếc xe Java khuôn carbon mang thương hiệu Ý cực kỳ cao cấp này, sử dụng cấu hình full 105 đang được bán tại cửa hàng Kim Xe Đạp với mức giá 16.800.000, miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để được tư vấn về chiếc xe này. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ.
nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm